Dạ, và nơi trên mạng đều rằng cái món bánh tráng phơi xương. Nay tôi quyết định order cái món ăn này thử xem sao. Bánh tráng tôi order trên tiệm bánh tráng Nhà Thỏ. Bánh tráng ở đây khá mềm, đi kèm với túi bơ, rút và hành phi khá giòn và thơm. À, thích ăn béo thì bỏ bơ vào nhiều nhé. Riêng tôi bỏ ít như vậy thôi. Mời mọi người ăn nha. Cắt một cái cho đã thêm nè. Nó ngon lắm nha mọi người.